Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên Người đọc Thái Hoàng Phi tập 14 Phần 4 chương 2 Cuộc kháng chiến chống thực dân ở Nam Bộ đã bắt đầu Tư cầu cũng như bao nhiêu trai tráng khác trong làng Đều hăng hái gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu Và nói là hàng ngũ chiến đấu cho qua chơi Chứ thực ra cũng chẳng có gì khác hơn là Giác tầm dông canh tuần trong làng Trèo lên mấy ngọn dừa sát bờ sông cái Để canh chừng tàu tuần của Tây xuống Tàu Tây có đi ngang đó mấy lần nhưng lần nào cũng đi tuốt báo hại trong sớm đánh mỏ hồi một đánh giá ngựa khua thùng thiết gian rân và khi nào rảnh rang mấy tay chủ kích trong làng đi lùng kiếm nhiếp xe cũ để có thứ thép tốt mang về rèn kiếm ba nha phi tiêu riêng ba kiên anh của tư cầu thì có vẻ lăng xăng hơn hết khi chạy theo nhật bổn lúc nhảy qua thanh niên tiền phong rồi nhào sang việt minh vào lúc nào và giàu ở đâu anh ta cũng làm coi sơm tụ hết Ngày này qua ngày khác Anh ta chạy lên chạy xuống trà ôm để lãnh chỉ thị Vì nhờ đi vận động trước trên quận Nên anh ta đã chớp luôn Chức vị chỉ huy đội du kích xã Bên hông anh ta lúc nào cũng đeo lủng lẳng một cây dao găm thật đẹp Và hai trái lựu đạn nội quá Mà anh ta đã xin được của mấy anh lớn trên quận Tay chưa thấy đầu Nhưng suốt mấy hôm nay Vài làng lân cận đã nhiều lần bị nạn thổ dậy Và kỳ dậy này rất khủng khiếp hơn trước nhiều vì lẽ giản dị là ba ông đi cáp vuồng có thêm thế dựa nơi mấy quan lớn đã bắt đầu tấn công trấn đóng ở một vài nơi trong tỉnh dân trong làng nhốn nháo cả lên và ai ai cũng nơm nớp lo sợ không biết bữa nào đây đến lượt làng mình bị đại nạn có người muốn tản cư nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng biết đi đâu cho yên miệt trên tay đã tới đóng còn miệt dưới toàn là những vùng có nhiều sóc ở rải rác khắp nơi ban chỉ huy trên quận bị làng xã thúc hối phải giúp giải quyết về mối hăm dọa nặng nề ấy bèn hạ lệnh cho các làng phải họp nhau lại để ngăn ngừa nạn thổ dậy và cách ngăn ngừa hiệu quả nhất là kiếm ngay mấy cái sốc đầu não để tấn công trả đũa một vài lần cho họ tẩn không dám lộng hành như trước nữa thế là làng của tư cầu ở và một vài làng nữa bên cạnh liên kết nhau lại để bằng cách ra tay mấy anh lớn cấp phát thêm cho một số lựu đạn nội quá và một mớ súng hai lòng súng hơi, tịch thầu của những tay điền chủ trước đây. Tất cả đều đồng ý sẽ xuất quân trong một buổi tối nọ, có trăng non nhá nhem và cái sóc được chọn lựa lại là cái sóc bên miệt thơm ở Vì vậy Tư Cầu là một trong những người hăng hái nhất. Anh ta mong từng ngày đến từng giờ cho mau đến lúc ra tay. Anh ta hăng hái nhưng rất trầm tĩnh. Một thứ trầm tĩnh gần như lạnh lùng chứ không phải thứ hăng hái lao sao bợp chợp của mấy chàng trai khác chưa gì đã muốn khoe rân đảm lực của mình Chiều tối hôm ấy Sau khi chuẩn bị đâu đó xong xuôi Cả bọn lối ba mươi mấy người Lặng lẽ kéo nhau lên đường Họ lội băng qua đồng Rồi lên con độ đá Dò dẫm đi xuống miệt la ghi Tư cầu đặt chân lên con lộ này Như đặt chân lên một con đường báo quán Chờ đợi từ mấy mươi đời Anh ta miếm môi nhìn về phía gò mã Dưới ánh trăng lù của đêm mồng sáu Hàng cây cồng trên gò mã trước mắt tư cầu chỉ là một dải bóng đen kịch như những hồn ma bóng quế ôm lấy nhau trong ấy để nhìn ra đoàn người đi ngoài này khắc khoải chờ giờ siêu tán từ cầu nắm chặt lấy cái cán cây trường kiếm và bàn tay trái của anh mân mê hai trái lựu đạn buộc bên hông vỏ gan lạnh của lựu đạn làm cho từ cầu có một khoái cảm gần như man rợ đoàn người lặng lẽ tiến lần về phía sóc tiếng chim cú kêu khoảng cách rời rạc trên chót vót cành cây bàn mọc sừng sững trước một ngôi miễu hoang phế như những tiếng điểm lần lần của giờ phút báo oán và tiếng oan quát của mấy con chim heo kia mới thật đúng là tiếng báo tử của một thứ sứ giả thần chết một phát súng nổ một mồi lửa ném tung lên rồi những phát súng những mồi lửa liên tiếp bị tấn công bất ngờ dân trong sóc cứ túa ra chạy lửa cháy phừng phừng trên các mái nhà tranh tiếng chó sủa vang rần tiếng bò rống inh ỏi tiếng đàn bà trẻ con kêu khóc ôm sòm tiếng người rú kinh khủng ánh lửa lóe ra nơi đầu súng ánh thép ngời lên bên xác người dân làng sau khi phóng hỏa sốc bèn bao dây xung quanh nấp vào trong bóng tối để chờ người ở trong chạy túa ra từ cầu núp sau một cái bồ đập lúa hơi kiếm liền tay và ánh lửa phừng phực cháy bên trong tiếng ống rè nổ lớp bớp tiếng súng đệm rầm rầm tiếng người kêu thét lên từng chập càng làm cho anh ta như say máu Bỗng giữa khoảng khói tỏa mịt mù Có một bóng đen thấp thoáng Tư cầu giơ cao tay kiếm lên Và chỉ chờ cho người trong ấy dớn giác chạy ra Là chém phập xuống Nhưng tư cầu buông thõng tay xuống Từ trong đám khói quờ quạng đi ra Không phải là một người lớn Mà là một đứa trẻ Độ 5-6 tuổi trần truồng Vừa đưa tay duỗi mắt lia lịa Vừa méo máu kêu khóc Tư cầu đứng lặng người không nhúc nhích Rồi như có cái gì nghẹn nơi ngực Anh ta đưa tay mở vội mấy nút cổ áo và không suy nghĩ gì nữa anh ta chạy ra níu tay đứa bé kéo tụt vào ngó quanh ngó quẩn tìm một chỗ giấu nó cho chắc sau cùng như nhớ trực lại chiếc bộ đập lúa tư cầu bèn ôm sóc đứa bé lên bỏ thuốc vô trong máy giơ tay ấn mạnh đầu nó xuống thằng bé khiếp đảm ngồi co ro và nín khe lửa vẫn phừng phừng bốc cháy trên dãy nhà tiếng người khóc vẫn nổi lên từng chập tư cầu như say sẩm mặt mày và bỏ trốn ra ngoài bìa vườn chạy ngang qua một căn nhà sàn mà lửa bắt đầu táp cháy một bên mái tư cầu bỗng thấy ba kiên từ trên cầu thang hấp tấp bước xuống hai tay ôm cứng một thiếu nữ miên nằm rũ rượi như đã kiệt sức vì giải dụa la hét từ bao giờ ánh lửa của đám quả hoạn ở hai bên rọi chờn dần lên trên thân thể người thiếu nữ đang bị ba kim ôm nâng lên cao để tiện bước mau xuống tóc cô gái xõa xuống ngực nàng trống trơn và ánh lửa phản chiếu như rọi lên một pho tượng bán thân bằng đồng đen tạc khéo nét chiếc váy của nàng còn mắc một bên chân và kéo rũ lê thê trên mấy bậc thang tre một đội viên du kích nữa từ trên nhà sàn vác mã tấu chạy ùa xuống sau lưng bà kiên và dục anh ta anh bê nó lại phía cây rơm ở góc chuồng trấu kia kìa bà kiên không trả lời mà cứ hối hả bước xuống tư cầu chạy lên trực sẵn dưới chân cầu thang bà kiên ngẩng đầu lên hỏi ủa mày đứng đây làm gì đó hả Tư cầu chưa kịp trả lời Thì anh ta cười và hất hàm hỏi thêm Ê muốn theo ké với tao không Muốn thì đi Ngon lành lắm ngang Vừa nói anh ta vừa lấn tư cầu qua một bên bước sấn tới Tư cầu giơ tay cản lại Khoan Anh để tôi nói cái này đã Bà Kiên sẵn giọng Mày có theo tao thì theo Chứ khoan cái gì nữa đó mày Tư cầu chỉ người thiếu nữ miền nằm trên tay anh mình Anh làm cái gì kỳ vậy Bà Kiên bực mình Bố mày khùng hả? Rồi anh ta thản nhiên ôm cô gái đi thẳng tới. Tên bạn đồng đội hối hả bước sau lưng theo hộ Tống. Tư Cầu chạy vọt lên trận đường, Ba Kiên đứng phát lại hỏi rằng: Mày muốn cái gì thì nói phứt đi thằng ống nổi, hay có muốn hưởng trước tao á thì cũng nói luôn đi. Tư Cầu chậm rãi đáp: Anh đừng nói giỡn anh Ba, anh thả người ta xuống chứ làm như vậy coi không có được đâu. Ba Kiên ngó tên đồng đội cười rộ lên: Ê, nó nói vậy mà mày nghe coi được không? Đoạn anh ta dây qua tư cầu Nè Tư Tao có lòng tốt kêu mày theo Mày không chịu thì thôi Chứ đừng nhảy vô cản mũi cản lái tao Không được đâu nghe Em bậu Tư cầu lanh lục nói Mà tôi kêu anh thả cô gái này ra Ba Kiên cười khang Rồi kề vô sát mặt tư cầu hỏi Bộ mày chứng rồi sao hả Tư Thôi gian ra cho tao đi Tao còn nghĩ tới tình nghĩa anh em lắm mà Không thôi nãy giờ mày khổ rồi đa Tư cầu nhìn thẳng vào mắt Ba Kiên và lặp lại Anh thả cô gái này ra đi Anh đừng để tôi nói nhiều Ba Kiên lại phá lên cười Rồi hỏi gần ê, ê Tư Tao chỉ quy mày Hay mày chỉ quy tao Mà bây giờ mày ra lệnh cho tao đó mày Tư cầu cười lạc Thì ai dành cái chức chỉ quy của anh đâu Và cũng vì vậy Nếu anh làng chàng không nghe theo tôi Tôi về tôi báo cáo lên mấy anh lớn Thì anh thất học mà Tính làm hợp với tao hả mày tôi nói thiệt đó Bà Kiên dịu giọng Ê Tư bố mày rành tấm làm vậy hả Tôi không làm cũng có thằng khác báo cáo Thì cũng vậy Thấy khỉ gì được Tư Tụi nó đang rần rần như vậy Ai đâu hơi sức để ý đến ai mày Thì tôi để ý vậy Mà tôi nói thêm anh nghe Anh làm bậy bạ như vậy Tụi thổ nó chạy ngang qua nó thấy được thì bà cứu ra Tên đội viên đứng bên cạnh bà Kiên nói chen vô Có tôi canh chừng chứ bộ không sao Tư cầu cương quyết lắc đầu Tôi nói không được là không được Nếu mấy anh làm tới tôi phá ra Cô gái miên ở trên tay Ba Kiền ngơ ngác Hết ngó Ba Kiền đến nhìn tư cầu Hai tay cô ôm chặt lấy ngực Và mấy lần cô ta muốn dùng ra Rồi hất hất bàn chân để kéo cái váy lên Nhưng đều vô ích Ba Kiên càng ôm siết cứng thêm Anh ta chắc lưỡi Rồi dịu giọng nói Ê Tư Vậy tao hỏi mày Tại sao mày muốn làm kỳ đại cản mũi tao hoài hả vậy chứ hồi đó tụi nó hiếp nó đâm con vợ mày đó thì được khen bộ mày quên rồi sao hả tên đội viên lại nói vút theo Ừ bộ anh không nhớ hai ba thằng thổ nó đè vợ anh đó sao bây giờ tội gì mình tha con thổ cái này tư cầu thở dài lắc đầu rồi ấp úng nói tôi quên sao được nhưng anh ta chỉ vào cô gái đâu phải cô này làm như vậy đâu cô ta cũng chỉ là một cô gái một người đàn bà y như vợ tôi vậy kẻ ăn mắm người khác nước mình không nên làm như thế mấy anh à ba kiên xì một tiếng xì sì. ý trời ơi sao mày không kiếm cái chùa nào hay là chạy mẹ nó vô cái chùa miên ngay trong sốc này mày cáo đâu tú phức chứ rồi thời buổi cao trào đấu tranh lên ào ào như vậy mà mày ăn nói sao tao nghe ẹ quá tên đội viên chêm vào anh tư ơi bộ anh tưởng ba con này nó hiền lắm sao trời ơi mỗi lần tụi đàn ông đi cáp vườn thứ bọn này nó theo rần rần để hôi đồ đạc của bà con mình Tôi nói cho anh nghe nha Ổ gà nó cũng hốt Áo quần rách nó cũng không từ Nhiều khi tới mấy cái rế nó cũng sách luôn nữa Tư cầu xua tay Tôi biết rồi Bộ người ta như vậy Mình cũng như vậy luôn sao Thôi anh ba Anh thả cho cổ đi cho rồi Anh là người lớn Anh làm chuyện đó mang tiếng tai lắm Hay là tôi chỉ anh món này nè Anh qua cái nhà sàn bên cạnh đây Tôi coi bộ nhà giàu đa, Anh qua đó kiếm quơ mớ bạc về mua bậy một con bò tơ khao thưởng anh em chơi Tôi coi còn được hơn Mà nếu còn dư nữa thì mình đóng vô quỷ Để xây xài lần hồi Bộ anh quên cái chuyện đó rồi sao Bà viên ngẫm nghĩ một vài giây Rồi buông tay quăng cô gái miên ngã chuối về phía tư cầu Tư cầu vội đưa tay đỡ Cô gái khiếp sợ Vừa đưa tay kéo vội chiếc váy lên Vừa ngước mắt nhìn anh ta Tư cầu xô nhẹ cô ta ra Cô gái chẳng nói chẳng rằng Phát chạy mất vào bóng đêm Bà Kiên chống nạnh đứng nhìn Rồi hất hàm hỏi tôi cầu Như vậy mày vừa lòng lắm hắn Rồi anh ta chất lưỡi cha con nhỏ thiệt ngon à Chắc nịch Mẹ không có hưởng gì hết Mà hồi nãy vô bắt nó bị mấy con mẹ già ở trống Đập tao thiếu điều gần chết Nói xong Anh ta quay quả bước lại trên cầu thang tre Lửa đã bắt đầu cháy mạnh nơi mái nhà dưới Mấy người đàn bà trẻ con Còn bị kẹt trong ấy Lấp ló ở ngưỡng cửa Muốn chạy tông ra mà ngán sợ vì thấy có ba người võ trang còn đứng chợn ở cầu thang mấy người đàn bà thấy ba kiên hầm hừ xông lên họ kêu rú lên rồi chạy tốt vô trong nhà ba kiên đứng lại ở lưng chừng cầu thang tre lúi húi tháo trái lựu đạn buộc bên hông ra mở chốt rồi giơ thẳng cánh tay định quanh vô phía trong cửa thấy vậy tư cầu võ chạy tuốt lên một mạch nắm bàn tay anh ta lại ba kiên quay phát đầu nhìn xuống cũng mày nữa hả sao cái gì mày cũng cản tao hết vậy Tư cầu níu hạ cánh tay bà Kiên xuống và dịu giọng năn nỉ. Thôi mà anh ba, tụi này toàn là đàn bà con nít, mình giết làm chi cho sanh tội. Hơn nữa, nó uổng mất một trái lũ đàn mình đi. Mình phải để dành để có việc xài lớn sau này chứ anh. Bà Kiên chửi thề gian rừng, rồi chắc lưỡi nói. Ít trời ơi, thời buổi đánh giặc đánh giả lung tung mà mày cứ sợ tội hoài Thì còn làm ăn khỉ móc gì được nữa Và chuyến này tao xin mày giải nghệ luôn đi Chứ đừng có theo tụi tao làm chi nữa nghe mày Thôi anh qua lục xói nhà bên cạnh có có tiền nông gì không Như vậy còn có lợi hơn là đứng càng ràng ở đây Ba Kiên dùng dằn nhét cây chốt vào khóa kiếp lụ đạn Rồi lại quát lên Thôi mày dán ra cho tao đi Mà tao cấm mày theo tao nữa đó nghe Tư cầu đứng nép qua một bên Nhường cho anh ta bước xuống Rồi lủi thủi theo sau Tuy trời đã sáng bững Mà sương mù ngoài sông cái vẫn chưa tan hàng bần quen thuộc bên cồn vẫn chưa thấy ló dạng để khoe sắc xanh mướt dưới ánh sáng mai như mọi khi tư cầu dựng khẩu súng hai lòng tựa vào thân một cây dừa lão rồi vừa quơ tay dung vai vừa ngáp dài một cách khoái trá phiên gác khuya của anh ta thế là xong cái khoảng gác gần sáng này vốn là một cái khoảng đáng ngại nhất vì nếu có tay đi ruồng bố thì họ cũng chọn giờ đó tư cầu tháo chiếc khăn tắm quấn cổ xuống lau mặt rồi thung dung ngồi xuống dưới góc dừa móc túi nhái ra vấn thuốc hút bỗng có tiếng sình xịt nho nhỏ tư cầu ngừng tay vấn thuốc ngó mông ra ngoài sông cái sương mù vẫn còn dày đặc anh ta bèn kê tay xuống sát mặt đất lắng nghe như một ông thầy thuốc áp tay nghe ngực một bệnh nhân nhờ nước nổi nên tư cầu nghe rõ mồn một tiếng sình xịt đều đều mỗi lúc mỗi to dần đúng là tiếng máy tàu và đúng là tàu tung của tây tư cầu vội quăng thuốc chụp lấy khẩu súng hai lòng Chạy thẳng lại một góc bưởi Rút cái mỏ tre ra đánh liên hồi Một chiếc máy bay chuồn chuồn bay rè rè trên không Có lúc nó xà sát ngọn dừa Đảo tới đảo lui mấy vòng Rồi bay đi mất Đồng bào trong xóm túa ra Mạnh ai nấy quơ những món đồ quý giá nhất Để mang theo chạy trốn Có người còn cẩn thận thả trâu thả bò Đuổi heo cúi gà vịt cho chạy tán loạn hết ra vườn Mấy anh du kích săn sái Giác mấy khẩu súng săn Mấy cây lá lãi chạy đi tìm chỗ kích tư cầu cẩn thận chọn hai cái túc mới nhất ra vào lòng súng rồi nằm phục vị bên bờ mương vườn mắt ngó lơm lơm ra ngoài sông cái tuy đinh ninh thế nào tay cũng đến mà khi thấy cái mũi tàu sắt đen xì lù lù hiện ra giữa khoảng sương mù gần kế sát bên bờ tư cầu cũng đâm ra khớp anh ta lập cập kêu anh bạn đồng đội nằm gần đó ê tư tụi nó tới rồi kìa anh này nhóm người lên nhìn kỹ ra phía sông rồi vội đi tìm một chỗ trú ẩn khác vì có lẽ anh ta không tin tưởng mấy chỗ nắp cũ bọn lính tây lịch kịch đổ bộ dưới mé sông tư cầu tháo trái lựu đạn nội hóa buộc nơi lưng ra đó là trái lựu đạn duy nhất của anh ta anh ta cẩn thận tháo cái chốt rồi cầm lăm lẫm nơi tay món khí giới mà thỏ bấy giờ anh ta cũng như bao chàng trai khác trong làng đều coi như là ghê gớm lắm tư cầu chờ cho địch đứng lại hơi đông đông để ra tay nhưng mấy lần họ vừa lên tới bờ là tản ra ngay Cuối cùng không đợi được nữa Anh ta bèn bậm môi tung mạnh quả lù đạn Vào một nhóm năm sáu tên lính Vừa mới đặt chân lên mí đất Trái lù đạn rớt bịch xuống một đám cỏ Một tên lính tay trông thấy la quảng lên Và cả bọn nhau nằm rạp xuống đất Tư cầu nhướng mắt Vảnh tài, chờ đợi một ánh lửa lóe lên Cùng một tiếng nổ vang trời đất Nhưng tất cả đều im bặt Lúc nãy còn có mấy tên lính tay Xì xào thì bây giờ cũng nín thinh luôn Sự im lặng nặng nề Làm tư cầu mướt mồ hôi tráng bỗng một tên lính tây cười rộ lên rồi những tiếng xì xồ tiếp theo đó tư cầu luống cuống chụp lấy khẩu súng hai lòng anh ta vừa mới giơ đầu súng lên thì hàng loạt súng máy ở dưới mé sông quạt lên tới tấp tư cầu bóp cò liền hai phát tiếng nổ của khẩu súng hai lòng như bị những tiếng nổ giòn tan của súng máy địch nuốt đâu mất và cố nhiên là không ăn nhầm vào đâu cả tư cầu hốt quảng moi hai bị đạn khác ra vào bóp cò súng chỉ nổ có một phát còn cái bị đạn sau lép luôn tư cầu liếc nhìn sang mấy bạn đồng đội núp gần quanh đó thì thấy bốn bề vắng tăng khói thuốc súng khét nghẹt lan tràn lẫn cả sương mù buổi sáng đã bắt đầu tan dần theo ánh mặt trời lên có lẽ am hiểu tường tận về tình hình địa phương nên sau khi dè dặt ban đầu và nhận thấy không có phản ứng gì đáng kể địch quân mỗi lúc mỗi túa ra thêm đông và tiếng bừa tới như không ngán sợ gì nữa tư cầu vội nắm chặt khẩu súng nhảy xuống một sẻo nước gần đó nương theo mấy về lục bình để lần đi về phía trong ruộng nước dưới xẻo chỉ ngập đến ngực anh ta bỗng anh ta nhớ trực đến mấy bị súng còn trong túi con dắt ngang lưng và cố nhiên là bị ngâm sâu dưới nước nhận thấy không còn xài gì được nữa vì vỏ giấy của bị súng đã nở phòng ra anh ta vội tháo cả túi đạn đem giấu luôn vào một bụi cốc kèn sát bên bờ và nhét luôn cả khẩu súng vào trong ấy rồi lấy lục bình phủ lên anh ta lội trở xuống dưới nước lần mò đi được một đổi rồi dừng lại nhanh ngóng thấy bốn bề yên tĩnh anh ta vội vói tay níu một cành cây ve ra để trèo lên bờ tư cầu vừa nhoi đầu lên thì một mũi súng đen ngòm từ trên gốc cây trên bờ chỉa ra và trong ngay đầu anh ta tự nhiên tư cầu muốn phát chạy anh ta không biết rằng mũi súng kia có thể nhả đạn bất kỳ lúc nào anh ta mới vừa quay lưng thì nghe một tiếng quát kinh hồn rồi một bàn tay to lớn chụp lấy cổ mình quật ngã xuống tên lính tây quơ quơ họng súng trước mặt anh ta và hất hàm hỏi tiếng lơ lớ Việt Minh Thanh niên Tư cầu lắc đầu lia lịa Và ngó lơm lơm họng súng Anh ta chắc thế nào rồi đây Những tràng đạn sẽ đua nhau túa ra Từ cái miệng đen ngợm ấy Để ghim để xoáy vào ngực vào bụng mình Một viên thông ngôn tiến đến bên cạnh anh ta Và lấy mũi dài khều khều vai anh ta Ê tụi Súng ống đâu lấy mang ra Không thôi ông bắn nát ốc đa Tư cầu nhăn nhó đáp Ý trời Ông đừng nói vậy không nên Tôi vẫn mận ruộng mà Súng ống đâu có Ông làm ơn nói với ông Tây Mau mau không thôi Ông lấy cái cò bậy chết tôi Tư cầu hơi ngạc nhiên Vì nhận thấy sao mình nói dối một cách lưu loát Và y như thật vậy Tên thông ngôn ngắm nghĩ một hồi như muốn xem tướng Rồi hắn ta quay sang tên lính Tây Nhúng dài lắc đầu Đoạn hắn hỏi thêm Việc mình ở đây có đông không mày Tụi nó đâu mất hết rồi hả Đông lắm ông ơi Mà người ta đi hết rồi Tên hồng ngôn dài qua nói lại với người lính Tây Rồi ra hiệu cho tư cầu đứng dậy Thôi đồ bu Tụi Ừ đứng lên Tư cầu giật mình đánh thoát Rồi lính quýnh đứng dậy hỏi Vậy tôi đi về nhà được hả ông Tên thồng ngôn đưa tay níu áo anh ta lại Khoan đã Làm gì mà gấp dữ vậy Đây nè Mày lại chỗ gốc cây kia Mang dùm cái túi chứa bình điện ra vô của ông lớn Đừng có chạy bất tử nghe mày Mày chạy là tao phơ liền Ráng đi về rồi ổng thử bánh mì đồ hộp cho mà ăn Tư cầu nhăn nhó chỉ cái túi đựng vật liệu truyền tin Trời ơi tôi mang cái túi này Rồi mấy ổng bên kia tưởng lầm là tôi là phe mấy ông Rồi nổ bất tử làm sao đây Tên thông ngôn cười xòa Nếu mày cải lý không đi thì tao nổ mày trước cũng vậy Tên lính Tây lại la lối như có vẻ hối lên đường cho mau Tư cầu đành đi rề lại cái gốc cây Mang túi dụng cụ lên vai và lủi thủi đi theo tấp lính lội băng qua đồng tiến về hướng cầu kè tư cầu thầm nghĩ chắc tay nó đổ bộ lên đây để đánh bọc hậu bên ấy không biết có ai chạy rút cho mấy chả hay không và mỗi lần tấp lính nổ súng du giờ hoặc thận trọng dò bước là mỗi lần tư cầu lên ruột anh ta cứ thắc mắc nhất về cái điểm rủi bị bên mình bắn lầm cha ở bên cầu kè mấy chả có súng mút và lũ đạn ăn lê rủi mấy chả mừng mình nữa chết dính chùm với mấy ông Tây thì bậy quá Chết như vậy chẳng mát ruột chút nào Tùy thế tư cầu và cả bọn lính Tây đều được bình yên vô sự đi đến lộ cái Vừa trông thấy hàng còng xanh um chạy dài theo hai bên lề lộ Tư cầu bỗng thấy như trồn chân Lại con lộ đã hướng lên trà ôm xuống la ghi Cầu kè Tư cầu vẫn giữ một ấn tượng nặng nề về con lộ định mạng ấy đó là một thứ ranh giới mà mỗi lần tư cầu đặt chân bước lên là mỗi lần cuộc đời anh ta phải hứng chịu bao sự đổi thay, bao chuyện thử thách. Mặt trời đã lên cao. Tư cầu khom lưng đeo túi vật liệu, lủi thủi lê bước giữa hàng lính tây như đi sâu vào chỗ hẹn của định mạng. Hai đơn vị của lính Pháp đã nối liền nhau tại quận cầu kè, thế là quận này đã bị chiếm đóng. Toán lính dẫn tư cầu đi, đó là một toán lê dương, túa ra đi tắm cho mát hoặc đi kiếm dừa uống cho đỡ khát. Sau một lúc đi bộ vất vả Tư cầu có cảm tưởng như không ai thèm để ý đến mình hết Anh ta ngồi cú rũ dưới góc mè bên cạnh mấy thùng đạn Với một vài anh nông khu khác Mà tay cũng bắt khuân giác đồ đạc đi theo Như trường hợp của mình vậy Tư cầu bỗng nảy ra ý định trốn thoát Anh ta lấm lét nhìn tới nhìn lui Rồi khều mấy người bạn cùng trong cảnh ngộ nói nhỏ Ê Tôi coi cái vèo này tụi mình có thể trốn được đa mấy anh Có gì tôi dông trước nghe một bác nông phu đứng tuổi cử liền Không được đâu à Mấy cha rụt rịch tụi nó bắn giả dò rồi Mà chú em sống đi trước Tụi tôi rủi kẹt ở lợi tay nó mần hết thì sao Trong lúc tôi cầu và bác nông phu ấy Cùng mấy người bạn đồng cảnh Còn đang thì thầm bàn tán về vấn đề trốn đi Thì đã thấy bọn lính nhốn nháo tập hợp lại Chỉ có một tớp còn lại Chiếm đóng Còn bọn lính Lê Dương Đều lịch kịch mang đồ đã lên xe Và tất cả đều có vẻ hối hả lắm rồi năm sáu tên súng ống cầm tay tiến xăm xăm ngay là chỗ bọn tư cầu đang ngồi tên thông ngôn cũng săn sái đi bên cạnh nét mặt có vẻ nghiêm trọng đến nơi bọn lính dùng mũi súng hất hất ra hiệu cho cả bọn tư cầu đứng dậy và đi tới tư cầu lo lắng hỏi tên thông ngôn ông ơi bây giờ mấy ổng dẫn bọn tôi đi đâu đây ông làm ơn nói với mấy ổng thả tụi này về cho đi hồi sáng sớm tới giờ chưa có hộp cơm tên thông ngôn hơi nhếch mép cười nhưng rồi nghiêm mặt ngắt ngang lời tư cầu thả mấy cha hả thả xuống chậu bà thủy thì có câu nói đó như thắng đứng một lượt những bước chân của bọn tư cầu ai nấy đều há hốc miệng không nói nên được một lời nào để rồi cùng quay nhìn về phía trước thì đúng rồi lính lê dương đang dẫn bộ họ đi về hướng cầu tàu ngoài bờ sông chợ bọn lính lại quát tháo dục họ cất bước một vài tên nóng nảy đã dùng mũi súng chĩa vào sau lưng đẩy tới hoặc lấy bá súng xua đuổi bắt họ phải tiếp tục đi Bác nông phu đứng tuổi sụp sịch khóc Kêu vợ kêu con Réo trời réo đất Làm mấy tay thanh niên khác cũng đâm ra mũi lòng Vừa mới đặt chân lên thanh gián đầu tiên của cầu tàu Bác nông phu khóc rống lên Và không chịu đi tới nữa Hai tên lính quát tháo xô đẩy đánh đập thế nào Bác ta cũng nhất định ghi lại Còn bọn tư cầu thì đã ra trước Đứng xếp hàng một bên cầu Kẻ nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết dưới dạ cầu Người ngẩng đầu nhìn lên một đám mây trắng đang hứng hờ trôi chậm chậm trên nền trời xanh biếc và cũng có người bạn đồng hành còn muốn trì hoãn cuộc đăng trình kia riêng phần tư cầu anh ta đứng ngẩn ngơ một hồi lòng vừa lo sợ vừa rối bời cuối cùng như có một ánh sáng lóe lên trong trí não anh ta vội nhìn xuống mặt nước ước lượng từ chỗ mình đứng ra tới mép cầu liếc mắt canh chừng mấy tên lính lê dương và định bụng sẽ phóng ra nhào đại xuống sông rồi muốn còn mất gì đó thì phú cho sự rủi may bỗng có tiếng bác nông phù la rống lên như một con heo sắp bị chọc huyết làm tư cầu quay lại nhìn hai tên lính nổi nóng nhảy vào ôm sốc nách bác ta lôi đi sành sệt ra phía cầu tàu gần tới nơi họ xô bác ta ra trước bác thoáng nhìn xuống mấy nước rồi chớ vớ chạy ngược trở vô hai tên lính như đã quen thuộc với cảnh đó thản nhiên lên cò súng tiểu liên và không buồn nâng súng lên họ cứ tiện tay ria liền hai loạt hơi đủ chéo vào nhau bác nông phù chỉ kịp rú lên một tiếng hơi gặp người ra đằng trước loạn choạng trong một giây rồi té lật nghiêng qua một bên một tay bác còn quờ quạng như cố níu lấy thanh ván cầu nhưng rồi cả toàn thân lại rơi tẩm xuống sông hai tên lính không bảo nhau mà cùng bước ra phía đầu cầu trông xuống từng loạt súng nổ chát chúa từng tiếng kêu thét vang lên từ cầu nhăn mặt ngó đi chỗ khác anh ta cuốn cuồng vừa khiếp sợ vừa lo lắng người thứ ba người thứ tư thứ năm thế là đến lượt anh ta không thể chần chờ gì nữa anh ta nhóm chân định phóng đại xuống sông nhưng một bàn tay lông lá vàng hoe như trực sẵn từ bao giờ Thợp ngay ngực anh ta lại tư cầu đổ mồ hôi hột từ từ quay đầu nhìn đúng là tên lính đã bắt anh ta lúc ban sáng tên lính có hàm râu quai nói như râu bắp anh ta thầm nghĩ chắc thằng này nó muốn giành phần hạ mình đây mà quả đúng như vậy đến lượt tư cầu kẻ cuối cùng bị đem đi bắn có một tên lính khác nhảy xô lại kéo anh ta đi thì bị tên râu quai nón cự nữ hất ra tên kia bực tức nói láp giáp một hồi rồi hầm hừ đứng chống nạnh một bên đó vì tên râu quai nón là viên đội lê dương chỉ huy cả bọn của hắn ta sợ tư cầu phát nhảy xuống sông nên tên đội xô mạnh anh ta vô phía trong cầu rồi từ từ móc khẩu côn đeo sệ ở một bên đùi lên mắt vẫn lơm lơm canh chừng anh ta tiếng rắc lên cò súng của tên đội làm tư cầu giật mình đánh thoát và thấy cái gì như đau nhói trong lòng ngực qua một giây bối rối anh ta bình tĩnh đi ra phía đầu cầu tàu như là sẵn sàng đi vào chỗ hẹn của tử thần nhưng tên đội râu quai nón mỉm cười tinh nghịch nhìn anh ta rồi bước mau ra giơ tay chận anh ta lại nói một câu gì đó có lẽ là một câu chế giễu rồi xô mạnh anh ta lùi về chỗ cũ tư cầu bỗng cảm thấy như trời đất tối sầm lại anh ta định bước ra đầu cầu tàu như ngoan ngoãn chịu chết nhưng để rồi phóng đại xuống sông trước khi tên đội hạ thủ nhưng tên đội ấy quá tinh khôn Hắn bước lại gần tư cầu Nắm lấy vai anh ta ấn mạnh Bắt ngồi xuống Rồi lạnh lùng dơ mũi cây côn lên ngang màn tang anh ta bóp cò Tư cầu nhắm hít mắt lại Nhưng anh ta chỉ nghe có tiếng cắt trên đầu Rồi tiếng chữ thề ôm sờm của tên đội Tư cầu mở mắt ra nhìn lên Đúng là khẩu súng không nổ vì đạn lép Anh ta mừng quýnh Mừng đến chảy nước mắt Nhưng bỗng anh ta há hốc miệng ra Kêu lên một tiếng vừa ai quán vừa khiếp sợ tên đội đang lấy viên đạn lép ra và lên cò đẩy một viên khác lên tên đội đưa mũi súng lên tư cầu rất kinh quản nhưng cũng ngó lơm lơm vào miệng súng ác nghiệt kia tên đội vẫn chưa bóp cò và vẫn ghìm khẩu súng ngay màn tan tư cầu hắn có vẻ suy nghĩ vì hắn vừa thoáng thấy vẻ mặt tuyệt vọng quá đổi của con người trai trẻ vừa mới thoát khỏi một lần bàn tay của tử thần bỗng hắn hạ khẩu côn xuống cười phá lên rồi đưa chân đá mạnh vào đích tư cầu làm anh ta té chuối nhũi Đoạn khoát tay ra hiệu bảo đi Tư cầu đứng dậy ngơ ngác nhìn tên đội Như có vẻ không hiểu Hắn lại cười và vừa chỉ vào khẩu súng Vừa hỏi bỡn cợt một câu Tên thông ngôn liền chạy lại Ông lớn tha cho mày đó Tư cầu chỉ vừa nghe kịp câu đó Là co giò phát chạy ra phía đầu cầu Để lên đường lộ Nhưng cũng vừa lúc đó Tên lính dành phần hạ anh ta lúc nãy Đã xách tiểu liên nhảy ra níu anh ta lại Và xô anh ta ra phía đầu cầu tàu Tên đội ra quai nón tức giận xông vào Đứng chen vào giữa hai người Rồi hắn ta và tên lính định không buông tha tư cầu To tiếng với nhau một hồi Tư cầu hồi hộp theo dõi cuộc cãi giả Mà anh ta dư biết là một cuộc giằng co Giữa cái sống và cái chết của mình Cuối cùng tên đội gạt tên lính kia qua một bên Kêu tên thông ngôn lại truyền một lệnh gì đó Tên thông ngôn vội chạy lại tư cầu Ê tụi Ông tha mày đó Tư cầu mừng rỡ hỏi liền Vậy tôi về được chứ ông Tên thông ngôn lắc đầu Khoan đã Ông tha là tha chết cho mày Chứ ông phải giữ mày lại Giải lên trên Cần Thơ Để ở trển người ta muốn làm thịt làm cá gì mày đó Thì làm Tư cầu hấp tấp năng nỉ Ý trời ơi Ông nói để ông bỏ tù tôi dưới này đi Tên thông ngôn lắc đầu Đâu được mày Ở dưới này mấy ổng mới xuống đây Nhà cửa ở đâu chứa mày Nếu mày muốn ở lại Thì mấy ổng có gửi mày xuống dưới bà Thủy Thì ráng chịu ngang Tư cầu gian này Vậy ông nói với ổng tha tôi làm phước Tên thông ngôn cười đáp Ôi phước đức gì mấy ổng mày ơi Bị thằng kia nó cản mũi cản lái Không thôi ông sếp ổng tha mày mất đất rồi Thôi mày chịu khó đi Còn có đường hơn chứ ở đây Mai chiều gì đây mấy ổng buồn buồn Sách đầu mày ra cắt bụm thì mệt Tư cầu cúi đầu thở dài Tên thông ngôn lại hối Bây giờ đi theo tụi tao Đoạn hắn níu áo tư cầu kéo lôi đi về phía một chiếc xe vận tải đâu ở gần chợ đến nơi tên thông ngôn tìm khúc dây điện thoại nhà binh buộc hai cầm tay tư cầu lại rồi đẩy anh ta leo lên xe tư cầu ngồi bệt xuống sàn xe tựa lưng vào những bao bị thùng đạn chất ngổn ngang trên ấy ở hai hàng băng cây hai bên bọn lính ngồi cầm súng thản nhiên như không có tên đưa mắt nhìn anh ta một hồi rồi không thèm chú ý đến nữa có lẽ họ cho anh ta cũng giống như một bao đồ xếp đóng dưới sàn kia với lại tên nào tên ấy cũng có vẻ bơ phờ quể quải Sau một cuộc hành quân Tuy không có gì cam go Nhưng mệt nhọc và tẻ ngắt Hơn nữa Trên đường chinh chiến của những binh sĩ Lê Dương ấy Từ Âu Châu, Phi Châu Cho đến mảnh đất của Á Châu này Một xác chết, một tụ binh Đối với họ quen nhàm Và không có nghĩa lý gì nữa hết Sau khi tập hợp xong xuôi Đoàn xe tức tốc lên đường Bọn lính tàu có vẻ vội vã lắm Hình như bọn chúng bị gấp rút gọi về Để đi tiếp diện ở một vùng nào đó Tư cầu có lúc nghe thấy mấy tên lính xì xồ nói chuyện với nhau Có vẻ căng nhăn cử nhữ lắm Anh ta định hỏi tên thông ngôn ngồi gần đó Nhưng phần tiếng xe chạy kêu rền Phần ngán vì thấy tên này đang liêm diêm ngủ gà ngủ gật Nên đành nín thinh luôn Hàng xe nói đuôi nhau Chạy như nuốt trọng con đường dài Tư cầu chỉ còn nghe tiếng gió dù dù Tiếng máy xe đều đều và thỉnh thoảng tiếng đồ đạc sóc nghe ầm ầm trên khoảng đường nào quá xấu mấy tên lính cũng lặng tràn có nhiều tên đã ngẹo cổ ngủ một cách ngon lành tư cầu ngoái cổ ra nhìn hai bên đồng ruộng đoàn xe đã chạy quá xa những nơi quen thuộc cũ mé ruộng phía hướng đi về nhà anh ta đã khuất mất từ đời cố lũy nào tư cầu ngồi dưới sàn xe suy nghĩ lo lắng đủ thứ chuyện không biết ở nhà có sao không có ai hay biết gì chuyện anh ta bị bắt chăng và không chừng đến giờ phút này Ở nhà tưởng anh ta đã chết rồi cũng nên Cảnh giật hai bên đường mỗi lúc mỗi đổi thay Mỗi thêm xa lạ Càng làm cho tư cầu thêm chết điếng trong lòng Đoàn xe vừa qua mấy cái ủ đất chứa ngạp vật Mà tay đã sang bằng Rồi lịch bịch bò qua một đoạn đường bị đào phá Và được lắp sơ lại Một vài câu khẩu hiệu ngợt ngạt Nằm bơ vơ trên tấm vách đất Của một điểm canh trống rỗng bên vệ đường Tất cả những thứ đó làm cho tư cầu thêm rầu lòng và có một cái gì bỗng nhiên làm cho anh ta ngẹn ngào, rồi như chán chường một cái gì ở đâu đâu. Đoàn xe đến ngã ba lối quẹo về Cần Thơ, lối thẳng lên Sài Gòn thì ngừng lại. Một vài tên lính nhảy xuống nói chuyện với tiếp lính đóng bót ở đó, rồi lại leo lên và đoàn xe tiếp tục chạy thẳng về hướng Sài Gòn chứ không qua Cần Thơ. Từ cầu lấm ngóng nhìn kỹ hai bên lộ một hồi, rồi sanh nghi, làm gan hỏi đại tên thông ngôn. Ông ơi. Bộ xe không qua Cần Thơ sao ông Tên này lơ đảng lắc đầu Tư cầu hốt quảng hỏi dồn Trời ơi Sao hồi sáng ông nói đưa tôi lên Cần Thơ Ông làm ơn nói lại với mấy ổng coi Hay gửi tôi ở lại cái bót nào gần đây cũng được Ông làm ơn giùm đi ông Ông kêu xe tớp lại Mày làng chàng mấy ổng thấy mày dài phát quăng xuống mương ruộng bây giờ Xe người ta đang chạy rút về Sài Gòn mà mày biểu tớp chứ Thôi chịu khó lên Sài Gòn chơi đi tụi mấy thỏ dân ở miệt vườn mà có dịp lên thầy gòn chơi đó mày tư cầu nói gần như miếu thôi ông ơi cái chuyện lên sài gòn đó tôi tưởng tới già rồi mà mấy ổng còn chở tôi lên trển làm chi không biết thì đành vậy mấy cái bót dọc đường không có ai chịu lãnh mày hết á thì làm sao thôi mày chịu khó lên trển một chuyến cho biết với người ta ở tù thì ở đâu mà chẳng được mày bị xe của mấy ổng gấp về sài gòn để đi trăng pho ở chỗ khác trên miền đông gì đó nên không thể ghé qua Cần Thơ được Tư cầu chán ngán ngã lưng vào bao đồ Đưa mắt nhìn khoảng đường đá Chạy như không bao giờ dứt ở phía sau Nhìn đầu xe sau lù lù xông tới Như muốn xua đuổi anh ta Đi sâu vào một tương lai vô định Đoàn xe nhà binh lên tới Sài Gòn gần chạm dạng Tư cầu tuy trong bụng lo ghê lắm Nhưng cũng ráng ngẩng cổ nhìn ra phía ngoài xe Để cho biết thành phố Sài Gòn ra sao Anh ta còn nhớ cách mấy năm về trước anh ta đã lên hộp Sài Gòn một lần rồi Tư cầu bị đưa vô Luôn thành Lê Dương trên Hòa Hưng Và tạm giam ở đó Tên thông ngôn dẫn anh ta đến tận cửa khám âm u Khi anh ta vừa đặt chân vào gian phòng tối tăm Hắn ta bèn vỗ vai anh ta cười nói Thôi mày chịu khó ở đây nhiều lắm là một vài bữa Rồi người ta sẽ làm giấy tờ đưa mày đi chỗ khác Tư cầu lo lắng hỏi lại Trời ơi bộ còn giờ chỗ nữa hả ông ông làm ơn nói giùm để tôi ở luôn với ông tại đây cũng được tên thông ngôn thấy tư cầu quyến luyến như vậy càng đâm ra ái ngại và dịu giọng bảo không được đâu chú em ơi chỗ này là khám nhà binh vì vậy đâu có giữ chú em được phần qua qua đi rèn rẹt với tụi nó hoài đâu có rảnh chú em đừng lo sợ gì nữa hết bất quá ở năm bảy tháng tù hay cùng lắm là một vài năm rồi cũng về kể ra chú em cũng hên dữ lắm á nên mới còn toàn mạng mà lên tới đây đó chú em à tư cầu không biết nói sao chỉ đứng thở dài thấy vậy tên thông ngôn vừa kéo cánh cửa khám khép lại vừa ân cần nói với anh ta thôi nằm nghỉ đi chắc chú em cũng đói rồi phải không để qua đi kiếm cho một khúc bánh mì gặm đỡ à chú em mày có ghiền thuốc không hả tư cầu vội đưa tay lần túi nhái đựng thuốc của mình thì mới hay là đã rớt mất từ bao giờ anh ta vội đáp liền Dạ cũng ghiền Mà tôi quen hút thuốc dấn không ông à Tên thông ngôn vừa đẩy chốt khóa cửa Vừa mau mắn đáp Được rồi Để qua đi kiếm thuốc đem cho chú em Một lát sau tên thông ngôn trở lại Mở khóa cửa nghe lạch cạch Tư cầu mừng quính chạy lại Vì từ nãy giờ ngồi thui thủi có một mình Trong gian buồn tối Nên rất khó chịu và nóng ruột Tên thông ngôn chìa ra một nửa ổ bánh mì to tướng Và ba gói thuốc điếu gô loa cùng một cái hộp quẹt đây nè chú em chịu khó dùng tạm mấy thứ này qua thấy tình cảnh của chú em qua cũng ái ngại lắm nhưng qua cũng đành để bụng vậy thôi chứ không làm gì hơn nữa được chú em có vợ con trai mẹ gì ở nhà không vậy tư cầu cảm động đưa tay đỡ lấy mấy món đồ và kể sơ qua tình cảnh của mình nghe xong tên thông ngôn chỉ biết lắc đầu rồi giơ tay nắm lấy chốt cửa thôi qua rút lui ngang đừng lo buồn gì quá chú em mà thì kệ mẹ nó để qua ráng lo giấy tờ gấp để giả chú em qua chỗ khác một là cho được dễ chịu hơn hai là họ để tính coi bắt thả như thế nào chứ chú em mày nằm ở đây ngày nào thì thêm kẹp ngày nấy chứ không ít lợi gì ráo tư cầu nghẹn ngào nói ông ráng lo giùm được phần nào đỡ phần nấy chứ biết sao bây giờ cánh cửa khám từ từ khép lại kêu khen két trên mấy chiếc bàn lề rỉ sét rồi đóng sập lại ngay một cái rầm trong gian buồn tối om tư cầu chỉ thấy có một vệt ánh sáng vàng khè của ngọn đèn điện bên ngoài lọt qua lỗ hổng dưới cánh cửa trời đã tối hẳn bầy mũi bắt đầu do ve vì phòng giam ở biệt lập hẳn trong một khu riêng nên tiếng người nói chuyện từ mấy dãy trại ngoài không lọt vào tới đây được thỉnh thoảng tư cầu chỉ nghe xa xa có tiếng máy xe hơi chạy vụt qua ở đâu phía ngoài thành lính và trên đầu anh ta có tiếng mấy con dơi bắt mũi bay xớt qua bỗng nhiên tư cầu có cảm giác kỳ lạ vì sự thay đổi chỗ ở quá mau chóng quá bất ngờ của mình thì mới hồi sáng sớm hôm nay anh ta còn đứng ngáp dài bên cạnh góc dừa ở mé sông dưới làng mà bây giờ đây anh ta lại ngồi cú sụ một mình trong một chỗ cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài và ở tận mãi sài gòn này lận và tư cầu lại rùng mình khi nghĩ tới thêm rằng nếu anh ta không lên tới trên sài gòn thì giờ này đây rất có thể anh ta chỉ còn là cái xác chết cứng còng trôi ngầm dưới một khúc sông nào đó Để rồi vài ba bữa nữa sẽ nổi phình lên giật vờ theo con nước lớn rồng Mặc cho bầy lồng tông, cá chốt, tôm, tép, bu quanh Rút rỉa từng thẻo, từng miếng da đã bông ra, từng miếng thịt đã sình mục Nghĩ tới đó tư cầu thấy lợm giọng và phun nhã vội miếng bánh mì đã nở rã ra trong miệng mình Đêm đó tư cầu ngồi giữa lưng vào vách khám, thao thức chứ không tài nào chợp mắt được anh ta chăm thuốc khúc liên miên và như vậy làm cho anh ta thêm tỉnh Mắt mở trao tráo Mặc dầu anh ta nghe mệt đừ Vì mấy bận xê dịch suốt một ngày qua Mấy con gián cứ bò luồn lên ống chân Làm cho anh ta vừa nhột nhạt vừa kinh tởm Anh ta ước mong nghe tiếng người nói Hay tiếng chân đi Để cho thấy bớt cô độc nhưng không có một tên lính nào buồn bén mảng đến chỗ giam anh ta cả anh ta nhìn chòng chọc vào vệt ánh sáng dưới cánh cửa và khắc khoải mong cho mau đến sáng Tư cầu bị kẹt ở khám nhà binh đó gần một tuần lễ Cứ mỗi ngày qua Anh ta lấy một miếng miễn sành đánh dấu lên vách tường Bằng một cái gạch nhỏ Và số gạch ấy lên đến 6 nét Mới có 6 nét Mà anh ta xem bằng cả 6 tháng Đến sáng ngày thứ bảy Anh ta vừa cầm miếng miễn sành lên Định o bế gạch thêm một nét nữa Và lần này sẽ thêm một gạch chéo Để đánh dấu trọn tuần lễ Thì nghe có tiếng mở cửa lạch gạch bên ngoài Từ cầu vội buông tay xuống chạy a lại cửa tên thông ngôn tay cầm tờ giấy đánh máy tươi cười bảo anh ta ê tụi có đồ đạc gì lấy đem ra hết tư cầu hỏi liền bộ đi hả ông ừ có quần áo gì thì mang hết ra hết nha chú em tư cầu săn sái bước ra khỏi cửa tôi chỉ có mình trơn vậy nè chứ có gì nữa đâu sáng hôm đó mấy ông sách cổ đi tuốt lên trên này nên có lấy áo quần gì đem theo để thay đổi đâu tên thông ngôn gật gù ờ phải qua quên khuấy đi mất để qua kiếm bậy một cái áo trai di cũ Để chú em mày đem theo phòng hờ khi lạnh lẽo Cảm ơn ông nhiều lắm Mà ông biết mấy ổng tính đưa tôi đi đâu vậy hả ông Tên thông ngôn có vẻ do dự một hồi rồi đáp Chắc chú em qua bót Katina trước Để coi ở bệnh họ tính sao Nếu họ không nhận thì đem đi chỗ khác Tư cầu lo lắng hỏi ngay Ủa Bộ ở trên này có nhiều chỗ giam lắm sao ông Ôi thiếu gì Mà chú em đừng lo không ở được chỗ này thì ở chỗ khác, không ngủ bờ ngủ bụi đâu mà sợ." Tư Cầu gượng cười. "Mấy ổng giữ kè kè như vậy, còn ngủ lang ngủ chạ đâu được. Tôi mong được ở một chỗ nào yên yên để mấy ổng xét mau mau cho tôi được về dưới sớm." Tình Thông Ngôn muốn tìm lời an ủi anh ta, nhưng rồi cũng chỉ nói được một câu. "Thế nào chú em cũng ra sớm, chú em cứ tin như vậy đi." Tư Cầu thở dài. "Thì tôi cũng ráng tin như vậy, chứ biết làm sao." Rồi anh ta lủi thủi đi theo tên thông ngôn ra phía trước sân trại binh Leo lên một chiếc xe đã có mấy tên lính cầm súng ngồi trực sẵn Tên thông ngôn vợ chạy đi để rồi mang lại một chiếc áo nhà binh Trao cho tư cầu với mấy gói thuốc lá nữa Thấy tên thông ngôn đứng nguyên ở dưới đất Tư cầu lo lắng hỏi Ủa bộ ông không đi theo xe sao Tên thông ngôn chỉ mấy tên lính tay Có mấy ông đi thôi còn qua ở lại Vừa lúc đó một viên đội từ trong văn phòng bước ra xe Leo thẳng lên ngồi phía trước bên cạnh người tài xế Và chiếc xe rồ máy chuyển bánh Tên thông ngôn giờ tài vỗ nhẹ vào lưng tư cầu Thôi đi mạnh giỏi nghe chú em Rồi về cho sớm Tư cầu ngó ngoái lại và cúi đầu chào Ông ở lợi mạnh giỏi thì không biết chừng nào tôi mới trả ơn ông được Tên thông ngôn nhúng dài rồi đứng yên Nhìn chiếc xe từ từ chạy ra cổng chánh của thành lính Tư cầu bỗng nhiên cảm thấy lo lắng Nên lại y như hồi mới lên xe dưới cầu kè Mấy ngày rày anh mong cho sớm đổi chỗ Để xem số phận sẽ được định đoạt như thế nào Nhưng đến khi ngồi trên xe đi Anh ta lại đâm ra bồn chồn lo sợ Viên đội trên xe đưa tư cầu xuống hết hai sở rồi Mà nơi nào cũng không chịu nhận anh ta hết Chiếc xe cứ chạy lòng vòng trong thành phố Và làm cho tư cầu sốt ruột thêm lên Cuối cùng chiếc xe trực chỉ về hướng chợ lớn và viên đội chở tư cầu gửi thuốc vô căn phú lâm tư cầu thấy có nơi chịu nhận mình nên cũng hơi yên tâm chứ anh ta có ngờ đâu cái căn này là nơi giam chứa những kẻ thuộc hạng ăn dầm nằm về không có tội gì cho nặng lắm nhưng cũng không biết đến bao giờ mới được thả ra lúc mới bước chân vào trại giam tư cầu cũng vững bụng đôi chút vì thấy đông nghẹt người đồng cảnh ngộ anh ta liền được giới thiệu với anh đại diện cùng những nhân viên phụ trách về trật tự trại anh em trong trại thấy có người mới đến Nên bu lại hỏi thăm hỏi nôm anh ta tiếu tích Và các câu hỏi thăm cũng không ngoài vấn đề Tại sao bị bắt? Bị bắt ở đâu? Bị bắt lâu mau? Cùng gia đình vợ con như thế nào? Một bác tuổi sồn sồn nghe từ cầu nói là Mình ở tỉnh Cần Thơ Liền cho em vô nếu vai anh ta hỏi Ủa bộ chú em ở Cần Thơ hả? Dạ phải chắc bác cũng ở miệt đó Bác kia dồn giả đáp Ờ qua cũng ở chung một xứ với chú em qua ở ngãi tứ chắc chú em mày biết chứ tư cầu mừng rỡ nói tôi ở dưới rạch chiếc đó bác cha không về lên đây mà còn gặp bà con mình ở dưới mà sao bác lại ở đây vậy bác kia cười ngất rồi nói thì cũng giống na ná như chú em mày vậy nhưng qua đi một chuyến ghe heo bị tàu tuần tây nó bắt thấy luôn lên trên này ở riết cho tới bây giờ thấy có người cùng xứ sở trong trại giam tư cầu như thêm vững lòng anh ta sốt sắng hỏi thêm vậy chứ ở nhà bác có ai hay biết gì không à bác thứ mấy để tôi kêu cho tiện à, qua thứ tám ở dưới nhà của qua hay lâu rồi nhờ có người trên này được thả về à? qua nhắn tin theo tư cầu mừng rỡ hỏi luôn bộ ở đây cũng được thả về nữa sao bác mà họ có thả hoài hoài không bác bác tám cười đáp thì có bắt thì phải có thả chứ chú em nhưng thả lai ra vậy À chú em bị bắt lâu mau rồi Tư cầu trả lời liền Dạ tôi bị bắt có cả tuần lễ rồi đó bác tám à Bác kia bắt cười xòa Thấy vậy tư cầu ngơ ngác nhìn bác Rồi ấp úng hỏi lại Còn bác Bác bị kẹt bao lâu rồi vậy Ôi qua mới bị giam có gần năm Ý trời Mới có gần một năm Bác tám gật đầu Ở đây cái cỡ đó là thường có người bị kẹt hồi tay mới qua đây nữa tư cầu như mất hứng ngồi bí xị một hồi lâu anh ta móc gói thuốc ra mời bác tám và mấy người ngồi chung quanh đó ai nấy đều sốt sắng đưa tay rút lấy một điếu thuốc một cách rất trịnh trọng và đầy vẻ nâng niu tư cầu vừa phà ra một hơi thuốc vừa thở dài cái điệu này phần tôi chưa có ăn nhầm gì hết tôi bị bắt cả tuần nay tưởng nó lâu dữ lắm ai về so lại thì không bằng ngày lẻ của mấy bác Bác Tám vỗ dài an ủi anh ta Ôi Coi vậy mà mấy hồi chú em ơi Cũng có khi mấy ổng thả bất tử lắm Chứ đâu phải chỉ do ở lâu hay mới Hơi sức nào chú em lo buồn Thì kệ bà nó Mình cứ nhắm mắt đánh liều Rồi muốn tới đâu tới Tư cầu nhăn nhó hỏi thêm Thì đã đành như vậy rồi Nhưng sao mấy bác ở hoài trong này mà chịu nổi Bác Tám cười xòa chớ mình chịu không nổi Thì ai vô đó mà chịu thế cho mình để qua nói đây rồi chú em mày nghiệm coi có đúng không Ở riết rồi cũng quen chú em à Tư cầu cười gượng Chà, chắc cái điệu này tôi không quen nổi quá Vừa lúc đó có tiếng kiển đổ một hồi dài Những người ở trong trại vội vã đứng dậy đi ra ngoài cửa Tư cầu còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì Thì bác Tám đã níu tay anh ta lôi dậy Thôi đi ăn cơm chú em Chắc mấy hôm nay thèm gạo lắm phải không Tư cầu thẫn thờ đáp cũng không thấy thèm gì lắm nhưng nhai ba cái bánh mì nhà binh thét rồi trẹo hàm hết bác tám vui vẻ nói đó ai mới vô thì cũng muốn bỏ ăn hết nhưng ở quen quen độ ba tháng cha nào cha nấy cũng ních tới năm sáu tô cơm gạo đỏ và buổi chiều còn dắt cơm vô trại để dằn bụng ba hộp nữa chớ tư cầu có vẻ không tin nhưng cũng đẩy đưa cho qua vậy hả Bác Tám vừa cặp tay anh ta đi ra ngoài ăn cơm Vừa tươi cười nói Thôi gượng vui lên đi chứ chú em Chú em còn trẻ quá mà À Từ nãy giờ qua quên hỏi chú em tên gì Thứ mấy để kêu cho tiện Chứ cứ gọi trống không hoài coi cũng kỳ Tư cầu ân cần đáp Ôi Tôi cũng như con cháu của bác vậy Tôi tên cầu thứ tư Bác kêu đại tên tôi cho nó dễ Bác Tám cặp chặt thêm tay anh ta Vậy thì chú Tư Xin mời chú em ra dụng cơm với qua Lấy thảo Mau chú em không thôi là tụi nó lùa hết đã Cả hai ngó nhau cười xòa Rồi rảo bước đi gấp lại chỗ dọn cơm Tư cầu đã quen hơi với cuộc sống mới tại trại Phú Lâm Mới ban đầu anh ta còn lấm ngóng từng ngày từng tuần Riết rồi hết biết chờ đợi tới bao giờ nữa Nên cũng đâm lì ra bỏ luôn việc mong đợi ấy Một buổi chiều trong lúc mọi người trong căn đều vui vẻ kẻ hợp nhau đánh cờ Người tụ lại kể chuyện tiếu lâm hay chuyện ly kỳ gì khác Và ở cuối trại Một nhóm anh em đang thưởng thức mấy câu giọng cổ rất mùi Của một anh bạn tốt tiếng Có cả một cây kiềm và guitar phụ quả. Trong lúc ấy Tư cầu ngồi giữa lưng vào dách Nhìn một đám mây trôi qua mấy lỗ mắt cáo Của tấm lưới sắt Bao quanh phía trên tường trại Bà Tám lặng lặng đến ngồi một bên anh ta lúc nào Mà anh ta cũng chẳng hay một hồi lâu sau bác nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai anh ta tư cầu giật mình quay đầu lại à bác vậy mà tôi tưởng ai chứ sao bác không vui chơi môn gì với mấy anh em kia hết vậy bác bác tám nghển cổ lên coi chú tư mày sao lẹ miệng quá vậy câu đó đáng lẽ để qua hỏi chú em mới phải bây giờ chú em hỏi ngược lại qua tư cầu chỉ biết cười trừ thấy vậy bác tám ngồi xích lại móc thuốc ra mời nó rồi chỉ đám anh em đang vui chơi trong trại đó chú em coi phải ai cũng ngồi một đống như chú em hết thì cái trại này chẳng khác gì nhà mồ tư cầu trả lời cầm chừng thì cũng có người dạy người khác chú bác qua thấy chú em ngồi riết ở trong trại buồn nên qua tính rủ chú em ra làm cỏ dê ở ngoài cho nó giãn gân giãn cốt một chút cho cái sống bó rọ hoài phát thủng chết lần chết mòn ra chú tư nó ở trong trại tôi cũng có làm công tác vệ sinh chứ bác Ôi như vậy mà ăn nhậu gì Chú em cứ ở trong rợp hoài da thịt bụng xì hết Qua muốn kêu chú em theo qua đi lao công ở bên ngoài Có nắng có gió Coi vậy mà cũng đỡ lắm chú em à Hơn nữa có đi ra ngoài Mình nhìn thiên hạ đi qua đi lại Cũng đỡ khổ nhiều lắm Thì ở đây anh em mình trong trại đi qua đi lại Chen chân không lọt cho bộ thiếu sao Trời ơi sao chú em mày thiệt thà quá vậy qua nói thiên hạ là thiên hạ Ở ngoài đời chớ đâu phải thứ tù tụ như tụi mình Nhất là giác sáng nhìn qua hàng rào dây kém Thấy các bà các cô đi chợ rần rần Coi cũng nôn quá chú em ơi Rồi bác cười hấp tấp nói tiếp liền theo Qua nói đây là nói cho chú em Chứ phần qua thì già cả rồi Mấy thứ đó qua đâu có ham nữa Tư cầu cũng cười đáp À cái đó thì tôi cũng bái luôn Bác Tám nghiêm mặt lại nói tiếp Thôi dẹp cái chuyện tầm sàm đó qua một bên đi Bây giờ qua trở lại chuyện hồi nãy Vậy chú em có ưng theo qua ra ngoài Làm cỏ dê không Nếu chú em chịu thì qua nói với anh đại diện sắp đặt Để bắt đầu sớm ngày mới à, Tụi mình đi làm luôn Tư cầu gật đầu Nhưng không có vẻ gì hăng hái cho lắm Được rồi Bác nói dùm đi Để mời tôi tháp tùng theo Nghe giọng nói của tư cầu sủi lơ như vậy Bác Tám khiều nó bảo thêm Ê tụi à Chỗ làm đó ngon lắm nghe Thiếu gì đứa ở trong trại muốn nhảy vô sở đó Nhưng nhờ có qua ngoại giao nhiều Nên tụi mình muốn đi làm chỗ ấy lúc nào cũng được hết Tư cầu vội nắm lấy cánh tay của bác Tám Thì à, tôi biết vậy rồi mà Tôi cảm ơn bác nhiều lắm Thiệt vô đây tôi gặp được bác Kể như nhờ phước đức ông bà gì để lợi nhiều lắm vậy Ôi ơn như nghĩa gì đó chú Tư mình là người cùng xứ sở với nhau Ai giúp nhau được cái gì thì cứ giúp Qua thấy chú em hiền lành qua thương lắm Để chuyện này về dưới Thế nào qua cũng kiếm một chỗ làm ăn đàng hoàng Và lịch sự người để qua làm mối cho chú em Tư cầu xô nhẹ và bác tám ra Cái đó thì tôi xin can bác Thời buổi này một thân một mình đây Mà còn chẳng biết sống chết vào lúc nào Đèo bồng thêm vợ con lùm đùm đề đề nữa Thì chỉ thêm lo chứ sướng ít gì Sáng hôm sau, Tư Cầu theo bác Tám và một số anh em nữa xếp hàng ra khỏi trại để đi lao công. Tớp của hai người này được chỉ định vào làm cỏ và săn sóc mấy bồn bông ở khoảng đất chung quanh nhà viên Trung Quý Pháp cai quản trại giam. Vừa tới chỗ làm, bác Tám đã vội khoe với Tư Cầu. Ê, chú Tư, chỗ của tụi mình có bộ dễ thở ra chú. Nè, chú ngó ra ngoài đường coi. Xe cổ thiên hạ dập dìu vui vẻ quá ha. Mà chú đừng rề lại gần hàng rào dây kém nó ngang Ba thằng gạch mặt ở trên tròi chanh nó thấy nó ria liền đa Tư cầu trề môi nhúng dài. Tưởng cái gì khác chứ cái đó tôi bị có thèm Bác Tám gật cù Nếu vậy thì chú em mày bảnh á Công việc của bác Tám và tư cầu có việc săn sóc Và tưới nước mấy bồn bông Riêng trong ngày đầu tiên Hai người lo cắt xén mấy hàng rau dừa kiển Chạy chỉ chung quanh mấy bồn bông Họ tỉ mỉ cắt từng cái lá Từng cọng cây Sao cho thật bằng đầu và thẳng đứng ở hai bên Tư cầu cầm cây kéo nhấp nhấp liền tay Anh ta chăm chú tỉa từng cái lá một Và có vẻ như mãi mê với công việc Bác Tám liếc mắt trông thấy như vậy cũng hả hê một phần nào Đoạn bác tươi cười kêu tư cầu Ê, chú Tư nó Tụi mình làm như vậy thiệt chẳng khác ba cái anh thợ hơn tóc Tỉa ngọn tóc Và còn kỹ hơn họ nữa là khác thiệt chỉ có mấy cha nội tù mới dư thì giờ mà làm chuyện lắc rắc kỹ lưỡng như vậy thôi tư cầu ngừng tay kéo ngước lên vui vẻ đáp bác nói đúng đó tôi dám chắc ở ngoài đời làm gì có thứ bồn bông liếp kiển khéo léo như trong này phải không bác rồi anh ta chép miệng than hồi còn ở dưới vườn bắt tôi phát mấy công đất tôi cũng chịu chứ ai thử thời bắt tôi ngồi tỉa từng cái lá chút biếu như vậy hả tôi chạy tét luôn Bác Tám chận lời anh ta lại liền Đó Đi ba đồng bãi đổ gì Rồi chú em cũng chặt cua về dưới vườn hoài hè Qua nói dẹp luôn cái chuyện đó qua một bên đi Càng nhắc tới càng rầu thúi ruột chứ ít gì Tư cầu sẻn lẻn đáp Thì tôi vui miệng nói chơi vậy chứ bộ ai Mà thôi trời nắng nóng dữ rồi đa Tôi thấy khát nước rồi bác Bác Tám phủi tay đứng dậy khát nước thì đi uống và nghỉ xả hơi một hồi tư cầu do dự hỏi nhưng chưa gì mình nghỉ ngơi mấy ổng có la rầy không bác bác tám lôi anh ta đi rầy khỉ khô họ ở đây tụi nó cũng dễ chịu ở cái chỗ đó tụi nó không hối thúc gì hết miễn là mình chịu khó ở tù một chút à qua quên dặn chú tư nói điều này nữa ở đây trừ ra công tác vệ sinh ở trại thì không kể Mọi công việc lao công hay cỏ dê gì khác Mình cứ cà rịch cà tan Làm tới đâu hay tới đó Ngày rộng tháng dài mà Thủng thỉnh mà làm Chứ làm săn lên quá hết công việc Thất nghiệp đa chú Khi đi đến sân sau trước nhà bếp Tư cầu thấy trên mấy hàng dây kẽm Phơi quần áo Có mấy cái áo dài màu Và quần áo đàn bà Anh ta lấy làm ngạc nhiên Giai qua hỏi nhỏ bác Tám Nè bác Tám Sao có quần áo đàn bà phơi đậy ở đây hết vậy? Nghe tư cầu hỏi về mấy cái áo dài và quần áo đàn bà phơi trên dây kẽm, Bác Tám mỉm cười. Chà, chú em tin mắt quá ha. Tư cầu hơi mắc cỡ nên tìm cách nói cho qua. Thì thấy nó phất phơ trước mắt nên hỏi vậy thôi. Vì tôi lấy làm lạ. Sao lại có những thứ đó ở đây? Bác Tám hớp một ngụm trà quế rồi đáp. Bởi vậy qua mới nói chú mày tin mắt. Quần áo ấy là của vợ ông quan Hai Cai quản căn của tụi mình đó chú Tư Tư cầu nhìn lại phía sau phơi quần áo Rồi nhìn bác Tám Ủa Quần áo của vợ ông Hai Bộ ông không có vợ đầm hay sao hả bác Bác Tám cười xòa Dữ không Có bấy nhiêu đó mà tự nãy giờ Qua coi bộ chứ Tư nó thắc mắc ghê quá Thì có gì lạ đâu Mấy ông qua bên này coi vậy cũng buồn Nên có vợ lền khên à mấy cô chơi bời đó thiếu gì chú tư tư cầu gật gù hèn chi từ nãy giờ tôi cứ lấy làm lạ hoài à tại sao nhà ông hai tây mà lại phơi áo dài đàn bà mình té ra là áo của vợ ổng rồi anh ta thắc mắc hỏi thêm bác tám nè bác nhưng sao mấy ổng là quan quyền bự như vậy mà lại chịu cập với mấy cô chơi bời hả bác bộ mấy ổng không sợ tai tiếng gì sao Bác Tám vỗ vai anh ta cười đáp Chú Tư sao thiệt thà quá đổi à Mấy ổng qua bên này đánh giặc Buồn buồn nên cặp mấy cổ chơi qua đường vậy Chứ có gì đâu mà ta với tiếng Tư cầu có vẻ mắc cỡ Thôi mà bác Bác ngạo tôi hoài Giỡn khỉ gì qua nói thiệt đa Đâu Chú em nhìn thẳng lại qua coi À Mắt lớn mà ướt ướt Lông mi chớp lia Tóc mướt rượt Môi dày dày nhưng ở mép có ngấn chua cay người đa tình đa cảm nhưng nhút nhát không quyết định và chắc phải bị đàn bà đá đít đến năm bảy chục cái tư cầu cười rộ ha bác nói trật lớt đàn bà nào mà bác nói hàm hồ như vậy bác tám như không chú ý đến lời của tư cầu nắm lấy bàn tay trái của anh ta lật ra chăm chú xem chỉ tay đúng rồi bàn tay chú em cũng rõ mồm một, một đây nè số đào hoa nhưng lần nhằn quá đổi Đào qua kiểu này thành ra đào tẩu hết Nghĩa là rút cuộc rồi chú em chỉ còn có cái mình trơ Tư cầu tuy bắt đầu chú ý đến những lời của bác Tám Nhưng còn làm bộ hỏi lời Bác học xem tay xem tướng hồi nào Mà dám nói dựng đứng như vậy chứ Thì học ở trong này chứ học hồi nào Thôi mà chú Tư Nó có muốn coi tới thì nói Để qua xem kỹ chứ đừng làm bộ mãi hơi hoài Tư cầu chỉ biết cười trừ Giữa lúc đó có tiếng đàn bà léo nhéo ở trên nhà Làm tư cầu đứng sững lắng tay nghe Rồi có tiếng mở cửa sổ trên lầu Anh ta ngẩng đầu nhìn lên Và chỉ thấy thoáng qua một cái lưng đàn bà còn để trần Với chiếc áo nịt con màu đen Tư cầu há hốc miệng rồi lẩm bẩm nói Ủa sao tôi coi quen quá Bác Tám cũng quay đầu nhìn lại Nhưng rồi bác dội níu áo tư cầu giật giật Thôi cha nội ơi cho qua can đi Chú em mà làng chàng ngó bậy ngó bả thứ này Thằng quan Hai nó thấy bất tử thì mệt cầm chanh đã chú em Tư cầu mắt vẫn lấm lét nhìn lên lầu Và lấp bắp trả lời Đâu có bác Bác Tám kéo anh ta đi chỗ khác Không có thì tốt Chú em đừng tưởng mới đây nghe qua nói có số đầu qua Rồi nhà vợ của nó mà đá bóng thì tận số ngang chú em Tư cầu chống chế bậy nà tôi đâu có giải đến mức đó bác nhưng tôi trong người đàn bà đó quen quá hồi nãy nghe tiếng nói không thôi tôi cũng bắt giật mình bác tám lắc đầu quầy quậy thôi thôi đi cha nội ơi đừng có nhìn hoàng nhìn xiên mà mang khổ đa tư cầu nói giọng quả quyết thiệt mà bác tôi nghe tiếng nói và thấy phía sau lưng của bà quan hai sao giống một người đàn bà mà tôi quen quá rồi nó thở dài nói tiếp nhưng người tôi quen đó ở xa tích mù Chứ đâu có mặt trên này được Có lẽ người giống người Có lẽ khỉ gì Chắc mém như vậy rồi Tư cầu nín thinh một hồi Rồi quay qua hỏi bác Tám Nè bác Vậy chớ bác có gặp tận mặt bà hai lần nào chưa Bà là người ở đâu bác có biết Nghĩa là bác có nghe ai nói lợi không Bác Tám nhèo nhèo mắt Nhìn anh ta rồi chậm rãi hỏi lại Ê chú Tư Sao chú hỏi tới hoài vậy chú Chú muốn gặp mặt bà hả Chú mừng ở đây thế nào cũng có ngày giáp mặt mà Còn cái việc uh, gốc gác của bà là người ở đâu thì qua cũng chưa rõ Ôi mấy bà chơi bời đó trôi nổi bình bồng thì biết xứ sở lạm khỉ gì Tư cầu đưa đẩy cho xuôi theo Ờ bác nói nghe cũng có lý Nhưng rồi anh ta lại tò mò hỏi thêm Mà bác thấy bà hai có con cái gì không Bác Tám cười đáp Ta đã nói gái chơi bời mà con cái gì Bộ chú Tư không rành cái chuyện đó sao Vậy hả Tôi nào có biết Bác Tám sốt sắng nói thêm Tôi nói lại nói vậy Chứ bà hai đây cũng điệu lắm mà Chứ không phải giống như thứ hư thân mất nết khác đâu Qua coi bộ bà cũng biết tội nghiệp Cho những kẻ tù tội như tụi mình Chú em không biết chứ Thiếu gì người đàn bà lấy tay Rồi đụng ai cũng sạc cà rây cô son Tưới hột sen còn quá mẹ mấy ông Tây chánh hiệu con nay nằm nữa Tự nhiên tư cầu cảm thấy hớn hở Nói vậy bà cũng khá hén bác Ừ anh em lên mận ở đây thường được bà cho thuốc hút Hay bánh mì nhà binh ăn hoài à Bà được nhất ở chỗ đó Bác Tám nói xong như khoái chí điều gì nên cười xòa Đoạn hai người lững thững bước đi ra ngoài sân Chỗ mấy bồn bông để tiếp tục làm công việc bỏ dở ban nãy khi hai người ló mặt ra ở góc sân thì tư cầu đã kịp thấy vợ viên quan hai quần áo đàng hoàng leo lên ngồi phía trước chiếc xe jeep bên cạnh tên tài xế nhà binh da đen và chiếc xe rồ máy chạy vọt thẳng ra phía cổng ngoài tư cầu đứng ngẩn người nhìn trân trối theo chiếc xe hơi đã khuất trong nháy mắt bác tám nắm vai anh ta lắc mạnh mấy cái ê chú tư bơ ba hồn bảy với chú tư về ăn cơm ăn cá tư cầu giật mình quay lại và khi nghe câu gọi hồn bỡn cờ của bác Tám Anh ta bắt tức cười theo bác Bác cứ ngạo tu hoài Bác Tám làm ra vẻ nhăn nhó kêu than Chà Qua coi bộ chú em mày lắm quá rồi Mới có ở tù chưa nóng chỗ nằm Mà qua coi bộ chú em mày Thấy đàn bà là chịu hết nổi Cái điều này rủi kẹt chừng một vài năm nữa Nó lên tới ốc thì chú em mày nguy Từ cầu xô nhẹ bác ra bác cứ nói giỡn hoài hết tập 14 còn tiếp